Xin chào tất cả mọi người. Cách đây một vài video, chúng ta đã được gặp mặt với Huggy, nhân vật mà theo như chúng tôi giả thuyết, thực chất nó chỉ là một con rối được điều khiển bởi Poppy trong tựa game Poppy Playtime. Song song với nó, tôi đã nhận được siêu nhiều những bình luận của các bạn về một tựa game có hình ảnh cực kỳ đáng sợ. Tuy nhiên, rất tiếc rằng nó lại được chơi trên thiết bị VR. Vậy nên, để có một cái nhìn mới mẻ với một tựa game VR, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau phân tích một tựa game đáng sợ, đầy khó hiểu và vô cùng tăm tối. Và đó là Hello Cuphead. Hello Cuphead là một trò chơi thuộc thể loại kinh dị giải đố dành cho các thiết bị VR, được phát triển bởi Outer World Interactive và do Tinybeal phát hành. Khác với nhiều tựa game VR ra mắt cùng thời điểm, Hello Cuphead được giới phê bình đánh giá là một tựa game có lối chơi sáng tạo. Điều này đến từ chính yếu tố khám phá và tương tác trong thế giới game, thứ đã quá quen thuộc với những tựa game chuột, phím truyền thống nhưng lại có rất ít trong các game VR. Người chơi sẽ được phép di chuyển và tự do tương tác với mọi thứ ở trong game, tạo nên một cảm giác rất chân thật. Và với một tựa game VR sẽ không có gì hợp lý hơn việc lồng ghép yếu tố kinh dị. Những pha jump scare trong game tuy không quá nhiều nhưng nó xuất hiện vừa đủ để tạo nên một bầu không khí hồi hộp và rùng rợn. Bên cạnh đó, phần lồng tiếng của nhân vật dẫn chuyện cũng rất tự nhiên. Chẳng là trong game, người chơi sẽ được đồng hành cùng một con rối, thứ sở hữu tính cách của một cô nàng chảnh chọe và lắm mồm. Sẽ có rất nhiều tình huống người chơi phải bật cười về những cách dùng từ châm biếm cùng với những pha chửi thề khá vui nhộn của con búp bê. Vậy cụ thể thì câu chuyện trong game Hello Cuphead diễn ra như thế nào? Giờ thì chúng ta hãy qua phần tóm tắt game. Trong game, chúng ta sẽ được vào vai một sinh viên đại học, người đang thực tập để trở thành một phóng viên thực thụ. Khi này, nhân vật chính quyết định sẽ đến khám phá bí ẩn của một trường quay bị bỏ hoang. Khi vừa mới đến nơi, chúng ta đã được chào đón bởi một con rối biết nói, thứ có tên là Mortimer Hande. Ông ta luyên thuyên với nhân vật chính một lúc, sau đó cho chúng ta chọn một trong bốn con rối làm bạn đồng hành. Tuy nhiên, tất cả chúng đều có tên là Scout. Nhân vật chính chọn bừa một con, và ngay sau đó, Mortimer bắt đầu làm phép và đọc những câu thần chú khó hiểu. Lúc này, nhân vật chính liền xuất hiện trong một không gian kỳ lạ. Phía cuối đường là một màn hình chiếu lớn, nơi xuất hiện hình ảnh của con rối mà ta vừa chọn. Cả hai sau đó dường như liên kết thành một cá thể, và bản thân con rối giờ đây còn có tính cách riêng. Kể từ bây giờ, con rối Scout sẽ đóng vai trò là người dẫn đường cho người chơi. Tuy vậy thì mới đầu cả hai có vẻ như không ưa nhau gì cho lắm. Scout còn tỏ rõ thái độ chán nản khi được nhân vật chính điều khiển. Cùng lúc đó, có một giọng nói đột ngột vang lên, từ một kẻ có tên là Relay. Cô ta với Scout dường như cũng biết nhau, và Relay quyết định sẽ thử thách hai người bằng một số bài kiểm tra, từ đơn giản đến chết chóc. Nhưng nhờ có Scout giúp đỡ nên mọi chuyện cũng khá đơn giản. Trong quá trình di chuyển, tất nhiên là đôi khi ta sẽ gặp phải những phân cảnh kinh dị, những con quái vật đáng sợ và cả những pha jump scare. Nói thật là có nhiều đoạn rất bình thường, nhưng vì con rối Scout cứ đột nhiên hét toáng lên nên mới khiến người chơi giật mình. Đó là còn chưa kể, đây là một con rối cực kỳ lắm mồm. Thôi, im mồm! Sau một hồi lần mò, cuối cùng thì nhân vật chính cũng đến ở khu vực sân khấu của trường quay. Tại đây, đang có một buổi tiệc trà nhỏ nhỏ giữa các con rối, bao gồm Mortimer, Cathy, một con rối bằng tất, và Relay, giọng nói xuất hiện ở đầu game. Chúng chào đón nhân vật chính Scout bằng cách đưa ra cho họ một thử thách cuối cùng. Cả hai buộc phải tìm cách chạy trốn ra khỏi trường quay. Trong quá trình ấy, Scout phải hy sinh bản thân để mở lối đi. Cuối cùng, Scout chết vì bị mất một cánh tay. Và tựa game kết thúc khi người chơi xuất hiện trước một màn hình chiếu lớn. Dòng credit hiện lên cho thấy dường như ta vừa xem xong một bộ phim. Ok, qua phần giới thiệu ở trên, sẽ có rất nhiều bí ẩn để chúng ta có thể nói về tựa game này. Đầu tiên, hãy cùng xác định bối cảnh tổng thể của game cũng như câu chuyện ở đằng sau nó. Như đã nói, toàn bộ trò chơi diễn ra tại một trường quay bị bỏ hoang. Tại đây, vào những năm 80 của thế kỷ trước, đã xuất hiện một chương trình có tên là Mortimer Hardiman. Nó đã từng rất nổi tiếng và được nhiều bạn nhỏ yêu thích. Nhưng rồi, một vụ tai nạn bí ẩn xảy ra đã khiến cho phần lớn trường quay bị bốc cháy. Có ít nhất 8 nhân viên tại đây đã bị thiệt mạng do vụ hỏa hoạn, khiến cho studio này phải buộc phải đóng cửa vĩnh viễn. Trong game, nhân vật chính, người hiện chưa rõ lai lịch đã quyết định đến trường quay này để tìm kiếm tư liệu cho ngày lễ Halloween, nhằm phục vụ luận án tốt nghiệp của bản thân. Nhờ vậy mà người này đã vô tình phát hiện ra nhiều bí mật có liên quan tới những con rối tại đây.
Cho đến cuối phần game này, sẽ có tổng cộng 6 con rối mà ta có thể tìm thấy manh mối. 4 trong số đó được biết đến bao gồm Mortimer, con rối đứng đầu kiêm luôn chức vụ MC trong chương trình. Relay, con rối mang tính cách của nữ khoa học gia điên loạn. Cathy, con rối dị dạng xuất hiện ở trong khoảnh khắc ngắn ở cuối game. Và cuối cùng là Skull, người đã đồng hành cùng chúng ta suốt trò chơi. Tất cả chúng đều được tạo ra từ một nghệ nhân có tên là Owen Gumbelson, người hiện đã trở thành một cái xác khô. Lý do tại sao thì tôi sẽ nói ở phần sau. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng đào sâu một chút vào thông tin của từng con rối nhé. Đầu tiên là Mortimer. Con rối này sở hữu mái tóc bạc cùng bộ râu của người đứng tuổi, khoác trên mình một bộ vest ngầu đẹp. Mortimer hiện lên như một quý ông lịch thiệp và tốt bụng, nhưng ẩn sau dáng vẻ hào nhoáng ấy là sự đáng sợ của một ông trùm đã âm thầm thao túng tất cả. Mortimer sở hữu tài ăn nói lưu loát, cho thấy hắn ta đúng là một MC hoạt ngôn. Bên cạnh đó, hắn còn tỏ ra là một kẻ rất cực đoan và tự cao tự đại. Hắn muốn hồi sinh lại chương trình Mortimer Hardiman và đưa những con rối thống trị khắp thế giới. Hắn thể hiện thái độ coi thường con người khi chỉ xem chúng là loài gia súc. Cũng vì sở hữu tính cách này mà Mortimer rất được các con rối khác nể sợ. Tiếp đến là Relay, một nhà khoa học và cũng đồng thời là kẻ đã cố gắng cản đường chúng ta trong suốt cuộc hành trình của game. Người chơi thường hay bắt gặp những con thú dị dạng, những bộ phận cơ thể người hay thậm chí là xác của những con rối khác. Tất cả đều là sản phẩm do Relay tạo ra. Đúng với cái tên nhà khoa học điên, cô ta làm thí nghiệm với mọi thứ, dù cho nó có phải là đồng loại của mình hay không. Một trong số chúng bao gồm cả chú chó đáng yêu của cô, Roscoe, một sinh vật dị dạng đã từng truy lùng người chơi ở trong game. Có thể thấy, cái cách mà Relay làm thí nghiệm chỉ đơn giản là cắt mọi thứ rồi ghép lung tung lại với nhau. Con rối bít tất Cathy, sinh vật xuất hiện trong bữa tiệc trà cuối game, dù chưa được khẳng định chính xác, nhưng nhiều người suy đoán rằng Cathy cũng là một sản phẩm thí nghiệm của Relay. Vì rõ ràng cơ thể của con rối này được ghép chắp vá lại với nhau một cách lộn xộn. Hình dáng ban đầu của Cathy có thể sẽ trông như thế này. Nhiều đó đủ để thấy Relay là một con rối bệnh hoạn như thế nào. Cô ta thậm chí còn coi việc hành hạ những đối tượng thí nghiệm thú vui cơ mà. Và nếu như anh em không biết, thì chính Skull, con rối đồng hành của chúng ta, cũng là một đối tượng thử nghiệm của Relay. Những trở ngại mà Relay sắp đặt thực chất không dành cho nhân vật chính, mà nó dùng để test khả năng của Skull. Khi mới bắt gặp nhân vật chính lần đầu, Skull đã hét toáng lên. Câu nói ấy có nghĩa là gì? Are you awake? Host, look at me. Oh no. No, 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 no. You're supposed to be out. A zombie zonked. I'm supposed to control you completely. Để giải thích nó, hãy cùng nhớ lại phần đầu game khi mà Mortimer thực hiện câu thần chú kỳ lạ lên người của nhân vật chính. Có vẻ đây là một phương pháp hiến tế nhằm kết nối những con rối với vật chủ, đồng thời ban cho nó một linh hồn để tương tác với thế giới loài người. Hãy nhớ rằng mọi con rối trong game đều có vật chủ, và hầu hết các vật chủ đều là con người, hoặc ít nhất là sở hữu những bộ phận của con người. Thế nhưng, các vật chủ thì lại dường như đã mất hết trí não, họ hành động như một con rối. Còn những con rối thì lại giống như người điều khiển, hiểu nôm na là đổi chỗ cho nhau. Đó chính là lý do khi mới gặp mặt nhân vật chính, Skull đã nói với Relay rằng vật chủ của cô ấy có vấn đề, và sau đó bắt người chơi phải giả vờ như đang nghe theo sự điều khiển của cô. Lay along and act like I have total control of you or we're both dead. Do you understand? Vậy câu hỏi được đặt ra, điều gì đã khiến cho lũ rối trở nên có tri giác? Nằm rải rác trong game sẽ có một số ghi âm được lưu lại bởi một người có tên là Anthony Pearson, đến từ công ty Vox Veritas. Lai lịch cụ thể của anh chàng này thì không rõ, chỉ biết rằng anh ta đã từng cố gắng điều tra studio ma ám này để bán những thông tin quý giá thu thập được cho một tờ báo. Điều này có nghĩa rằng Anthony đã đến đây trước cả nhân vật chính. Một số bức ảnh mà ta tìm thấy trong xuyên suốt trò chơi cũng là do anh chàng này để lại. Và khi nghe các đoạn ghi âm của anh ta, ta biết được cội nguồn của mọi chuyện lại đến từ chính Owen, cha đẻ của những con rối. Not really office rocker, obsessed with his puppets, obsessed with the occult, with bringing them to life. He thought his puppets had souls that were trapped in their bodies. Did he go crazy enough to try to find some occult spell that would bring his puppets to life? And did the world go so crazy that the spell actually fucking worked? Không rõ vì lý do gì, có thể Owen đã quá yêu những tác phẩm của mình, nên ông ta đã thực hiện một nghi lễ liên quan tới Vodo, qua đó ban sự sống cho những con rối của mình.
Điều này cũng được chính Scout khẳng định ở đầu game. Basically, you're in a decommissioned soundstage filled with murderous sentient puppets from a canceled children's TV show who were brought to life by an evil voodoo spell, and now they want to drain your life force in order to sustain themselves so they can bring their canceled show back to life and take over the world. Hay như một số dòng chữ xuất hiện ở trên tường cũng được sử dụng bằng ký hiệu vô đồ kỳ quái, thứ mà ta chỉ có thể hiểu được khi đổi sang góc nhìn của những con rối. Và hậu quả của mọi chuyện thì mọi người cũng đã thấy. Lũ rối sau khi có suy nghĩ thì đã làm loạn. Với kẻ chủ chốt là Mortimer, hắn thậm chí còn vạch ra hẳn một kế hoạch điên rồ nhằm trả thù con người và thống trị thế giới. Rất có thể, chúng cũng chính là nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn năm xưa tại trường quay này. Vậy có ai thắc mắc rằng lũ rối tồn tại bằng cách nào hay không? Thì về lý thuyết, chúng không cần ăn uống nên sẽ không nạp năng lượng theo một cách thông thường giống như con người. Thực ra, chúng sống được là nhờ hấp thụ năng lượng từ cơ thể sống của vật chủ. Cơ mà điều này cũng có nghĩa là những con rối phải liên tục thay vật chủ. Những cái xác bọc kín mà ta thấy ở trong game, khả năng cao đó chính là những sản phẩm đã hết đát của lũ rối thải đi. Qua đây chúng ta giả thuyết rằng, ý nghĩa đằng sau những nghiên cứu của Relay thực chất là để tìm kiếm một vật chủ hoàn hảo, một cơ thể bất tử để những con rối có thể ký sinh suốt đời. Bản thân cô ta cũng đang ký sinh vào một con chó Roscoe của mình, một sinh vật lai tạp giữa cơ thể người và những con rối. Liệu đây có phải là thí nghiệm thành công đầu tiên của Relay? Anh em hãy cùng để lại ý kiến của mình cho câu hỏi này ở dưới phần comment nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy nhìn lại nhân vật Owen một chút. Ông ta đã phải trả giá cho hành động của mình. Cơ thể của Owen giờ đây chỉ còn là một cái xác không hồn, giống tuếch. Theo một số manh mối mà game cung cấp, thì Owen cũng chính là người đã từng điều khiển con rối Mortimer. Do đó có thể hiểu, Mortimer đã hấp thụ hết năng lượng của ông ta. Nhưng mà trong game, ta vẫn thấy Mortimer có vật chủ mà nhỉ? Vậy kẻ xấu số ấy là ai? Câu chuyện đằng sau thực ra thì cũng không khó đoán. Vật chủ hiện tại của Mortimer chính là anh chàng Anthony mà tôi đã đề cập ở bên trên. Chẳng là mọi chứng cứ mà anh ta thu thập được ở trường quay ma ám này đều không đáng tin cậy. Không một ai tin câu chuyện của anh ta kể, vì trước đó Anthony đã từng có tiền sử nghiện rượu, và qua những gì anh ta nói, họ chỉ tin anh ta là một tên tâm thần mà thôi. Vậy nên anh ta đã quyết định quay lại đây một lần nữa để bắt luôn con rối Mortimer cho nó uy tín. Anthony cũng đề phòng đến những trường hợp bất chắc nên đã tự viết lên tay một ký hiệu hình tam giác có con mắt ở giữa để mọi người có thể nhận ra. Và đúng là tình huống xấu nhất đã xảy ra. Trên mu bàn tay của vật chủ Mortimer có vẽ một ký hiệu y hệt, cho thấy lời nguyền về những tên phóng viên nhà báo đoản mệnh khi cố gắng tìm hiểu hiện tượng siêu nhiên là có thật. Và ok, đó là toàn bộ nội dung có trong video phân tích Hello Puppet ngày hôm nay. Trò chơi cũng đã ra mắt bản demo cho phần 2, giới thiệu về quá khứ của trường quay ma ám này. Cùng với đó là sự xuất hiện của Nick, một trong hai con rối bí ẩn của game. Nếu anh em ủng hộ, có thể sẽ có video Hello Puppet thứ 2. Ok, biết đâu được. Còn bây giờ, đừng quên like và subscribe cho Cazoo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mới trong tương lai nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Peace!